Thank you.
trong sân. Và bây giờ thì là 4-0. Một con đá bóng quá uy lực của Tiến Châu. Một con đá bóng quá uy lực của Tiến Châu. Sang,
vào phòng này. Cái bảo quay hả? Chơi chui hả? Cái này chơi chui. Bảo quay hả? Tới hiện trường mà. Ở bên kia mà nó không á. Nói gì không?